Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì trong video này chúng ta sẽ đi thẳng vào hai vấn đề Đầu tiên đó chính là liên quan tới tình hình của gói cứu trợ Và thứ nhì là chính là liên quan tới Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ Lại tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường Thì khi mà chúng ta nói về gói cứu trợ thì mình nghĩ là ai cũng quan tâm đến Hầu như là thế giới rất nhiều người quan tâm tới gói cứu trợ của Hoa Kỳ Tại vì ảnh hưởng tới rất nhiều những cái thương nghiệp, những công ty và đặc biệt là người Hoa Kỳ rất quan tâm tới tại vì có một cái mục trong gói cứu trợ này đó chính là cái tiền cứu trợ gửi tới cho người dân. Mà nhiều bà con đã biết là tiền cứu trợ mới đầu là hứa hẹn là 1.000 đô, sau đó tăng là 1.200 đô và những cái tài liệu mà chúng ta nhận được có một số tài liệu nói là có thể lên tới là 2.000 đô cho mỗi một người. Nhưng mà bây giờ thì mọi người lại hỏi là tiền ở đâu, khi nào mới nhận được tiền thì tôi có thể cho các bạn biết được là ngày hôm nay bây giờ là 8 giờ tối ngày thứ hai vẫn chưa có gì hết. Những mà nào mà theo dõi Facebook và Twitter thì cũng đã biết là tối hôm qua Thượng có đăng một cái post nói là cái đợt bỏ phiếu đầu tiên thì có cứu trợ này ở trên Thượng viện đã thất bại. Chỉ có 47 phiếu nhưng mà cần tới 60 phiếu mới có thể được thông qua. Và hồi sáng này, cả ngày hôm nay các bạn thấy được là rất xôn xao vì cái vấn đề bỏ phiếu của cứu trợ. Nhưng mà cuối cùng là thất bại thêm một lần nữa. Có nghĩa là đã thất bại hai lần. Và tại sao thất bại? thì phần lớn là liên quan tới một số điều. Điều đầu tiên là liên quan tới cái số tiền cần thiết cho hỗ trợ người dân mà đang bị thất nghiệp hay là cái số tiền cần thiết để mà hỗ trợ những cái dịch vụ thiết yếu như là liên quan tới là bệnh viện và đặc biệt là liên quan tới cái số tiền là 500 tỷ đô la mà hỗ trợ cho những công ty mà đang gặp khó khăn về dịch bệnh. Thì cái số tiền này, những người đảng Dân Chủ bây giờ nói là cái số tiền này đưa ra cho những công ty đó nhưng mà lại không có những cái đòi hỏi cần thiết cho nên bây giờ là hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán coi gói cứu trợ này sẽ phải viết như thế nào và có nhiều bạn thì cảm thấy là cũng rất khó hiểu hay là cũng bất ngờ là không được thông qua thật ra đây một điều mà cũng thường xảy ra cho mà cũng đã biết là cái gói cứu trợ này là được viết bởi một đảng cho nên khi mà lên trên bỏ phiếu thì đương nhiên bên kia sẽ có ý kiến cho nên thường không nghĩ là sẽ được thông qua lần đầu tiên nhưng mà tối hôm qua vẫn còn có rất nhiều người mong đợi là sẽ được thông qua hôm nay Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa được thông qua Còn về việc liên quan tới là người dân Hoa Kỳ có nhận được tiền hay là không Tôi nghĩ là khi nào mà cái gói cứu trợ này được chính thức thông qua Và tôi nghĩ là chỉ là thời gian Tại vì bây giờ hai bên vẫn muốn có một gói cứu trợ Nhưng mà chi tiết cứu trợ như thế nào Đó chính là điều mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn đang tiếp tục đàm phán về việc là cuối cùng người dân có nhận được tiền hay là không thì đừng nghĩ là khi nào mà chính thức thông qua thì lúc đó chúng ta mới biết được chi tiết trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì trước hết nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Nhìn vào tình hình thị trường ngày hôm nay thì như thế nào thì trước hết chúng ta nói về tình hình chứng khoán của Hoa Kỳ. Các bạn thấy được là hôm nay là một ngày cũng khá dao động. Mọi người là hầu như là trong chờ từng giờ từng giờ một là coi coi gói cứu trợ có được thông qua hay là không. Và đương nhiên giá cả đi lên xuống liên tục tại vì có một số người nghĩ là sẽ không được thông qua, có một số người nghĩ là sẽ được thông qua. Nhưng mà điều quan trọng hơn là thông qua khi nào. Cho nên mọi người bây giờ là đang coi coi là có nên mua có nên bán trong thời điểm này hay là không mà chúng ta đang nói tới là chứng khoán của hoa kỳ khi mà thông qua thì sẽ có tác dụng tốt dẫn đến việc là cổ phiếu tăng giá cho nên bây giờ các bạn thấy là mọi người vẫn đang tiếp tục chờ từng giờ từng giờ và các bạn thấy được là kết thúc ngày hôm nay sau khi mà biết được là bỏ phiếu lần thứ hai đã bị thất bại thì chỉ số Dow Jones của Hoa Kỳ đã xuống 3,04%, chỉ số S&P 500 đã xuống 2,93% và chỉ số Nasdaq đã xuống 0,27%, nhưng mà ngược lại, các bạn thấy được là ngày hôm nay thì vàng đã tăng lên, tăng lên 2% và có một điều tôi muốn nói với các bạn liên quan tới vàng, vàng mà chúng ta nói tới trong các video đó chính là cái giá được đưa ra bởi thị trường đầu tư chứ không phải là cái giá vàng mà các bạn có thể đi vào tiệm để mà mua cái giá vàng đó sẽ rất khác so với cái giá mà các bạn thấy ở trên màn hình tại sao tại vì đây là cái giá vàng cho cái nhà đầu tư thông qua các hợp đồng như là hợp đồng tương lai hay nhiều người gọi đây là cái giá vàng giấy chứ không phải là vàng chính thức vàng chính thức là sẽ có một cái giá khác đương nhiên hai bên thì có một cái sự tương quan với nhau về mặt giá cả nhưng mà giá sẽ không như là các bạn thấy trên màn hình nhưng mà khi mà chúng ta nói tới đầu tư thì đây chính là giá vàng mà những nhà đầu tư quan tâm tới. Bitcoin thì như thế nào? Thì các bạn thấy được là ngày hôm nay Bitcoin cũng có được một ngày khá tốt đẹp. Các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào Bitcoin hôm nay bắt đầu cho đến thời điểm bây giờ là bao nhiêu thì các bạn thấy được là, là cũng đã tăng lên khoảng chừng là từ thường nhớ là khoảng 5 tám bây giờ đã lên tới 6 rưỡi cũng là một ngày rất tốt đẹp cho Bitcoin. Trở lại thì một dẫn chứng khác cho các bạn thấy được là thị trường Hiện bây giờ là trong chờ từng giờ từng giờ coi coi là tình hình kế tiếp sẽ ra sao như là các bạn thấy được là thời điểm này là thị trường ở châu Á đang mở cửa thì các bạn thấy được là ngược lại với thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lúc đóng cửa thì các bạn thấy được là chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã tăng lên 6,74% chỉ số Shanghai của Thượng Hải đã tăng lên 1,86% và Hang Seng Index chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã lên 3,97% tại vì mọi người nhận được một số tin là cái cuộc đàm phán giữa hai bên đã gần đến thời điểm kết thúc nhưng mà đương nhiên chúng ta không biết được chỉ khi nào mà kết thúc thì chúng mới có thể chia sẻ chi tiết với các bạn cho nên cho tới bây giờ mọi người vẫn sẽ tiếp tục chờ coi coi tình hình kế tiếp sẽ ra sao và một cái thị trường khác cho các bạn thấy được là cũng rất dao động đó chính là cái thị trường pre market hay là cái thị trường hợp đồng tương lai của chứng khoán hoa kỳ thì các bạn thấy được là bây giờ thì những nhà đầu tư nghĩ là ngày mai thị trường sẽ có những tin tức tốt cho nên chỉ số hợp đồng tương lai của Dow đã lên 3,57%, chỉ số hợp đồng tương lai của S&P đã lên 3,69% và chỉ số hợp đồng tương lai của Nasdaq đã lên 3,34%. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ coi ngày mai có tin tức tốt hay là không. Nhưng mà trong cái sự việc mà giá cả đi xuống hôm nay, Cục Dự trữ Liên bang Công Hoa Kỳ đã ra một cái quyết định. Các bạn có thể biết là Cục Dự trữ Liên bang Công Hoa Kỳ cách đây khoảng chừng là nhớ là khoảng chừng là hơn một tuần thì đã ra cái thông báo là sẽ tiếp tục bơm thêm 700 tỷ vào trong thị trường các bạn cũng đã nhớ là cái số tiền đó là 500 tỷ sẽ dùng để mà mua lại trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ và 200 tỷ còn lại là sẽ dùng để mà mua các cổ phiếu thế chấp bất động sản và từ cái ngày chủ nhật mà ra thông báo cái đây hơn một tuần thì trong vòng chỉ có một tuần cái số tiền mà họ dùng để bơm vào thị trường đã gần như là phân nửa cái số tiền 700 tỷ đó. Các bạn thấy được là cái số tiền mà cục dự trữ liên bang tiếp tục bơm vào thị trường này rất là nhiều. Bắt đầu từ thứ hai thì mỗi một ngày cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ sẽ mua 75 tỷ đô la trái phiếu của Hoa Kỳ và 50 tỷ đô la chứng khoán thế chấp bất động sản. Cho nên các bạn thấy được là chỉ trong vòng có một tuần là đã xài gần hết phân nửa cái số tiền 700 tỷ mà đã hứa hẹn ngày chủ nhật cách đây hơn một tuần nhưng mà vẫn chưa chấm dứt ở đây các bạn thấy được là trước hết chúng ta hãy trở lại nói về 700 tỷ này thì khi mà chúng ta nói về Fed bơm tiền vào trong thị trường thì điều mà Fed nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ làm là nếu như mà các bạn là một người mà mua trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ hay nhiều người gọi là công trái phiếu thì cái số tiền này là cái số tiền ghi nợ của chính phủ Mỹ người dân cho chính phủ mượn tiền với hứa hẹn là chính phủ sau khi mà thu được thuế thì sẽ trả tiền này cho người dân cộng với lại tiền lời. Nhưng mà trong cái thời điểm mà bất ổn thì một điều các bạn cần nên biết là những cái nhà đầu tư phần lớn là những tổ chức đầu tư hay là những cái công ty lớn, những cái ngân hàng chứ không phải là người dân. Người dân đương nhiên là có thể mua trái phiếu của chính phủ nhưng mà phần lớn là được mua bởi các tổ chức đầu tư và các ngân hàng. Cho nên trong một tình hình mà bất ổn thì một điều mà Fed có thể làm là chứng ngang các nhà đầu tư là nói nếu như mà những nhà đầu tư có nghi ngờ hay là lo lắng gì về tương lai của Hoa Kỳ thì Fed sẽ chấp nhận mua lại cái trái phiếu mà họ đang giữ trong tay. Thì khi mà Fed làm điều này thì giả sử như bạn là một ngân hàng giữ trong tay một số trái phiếu lớn các bạn đưa lại cho Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ. Cục Dự trữ Liên bang sẽ lấy trái phiếu đó để vào trong công quỹ và ở trên cái sổ kế toán của cục dự trữ liên bang, trái phiếu đó sẽ được ghi vào như là một tài sản. Còn phần bên kia thì cục dự trữ liên bang sẽ tạo ra con số trên máy và gửi tới cho ngân hàng mà mới vừa đưa trái phiếu lại. Thì khi mà các bạn nghe như vậy các bạn nghĩ là đang in tiền thì sự thật đó chính là in tiền tại vì các bạn thấy được là cái số tiền mà được tạo ra sau khi mà họ lấy lại trái phiếu cái số tiền đó là chỉ là tạo trên cái máy vi tính để vào trong cái sổ kế toán và gửi tới cho cái công ty hay là ngân hàng mà mới vừa bán trái phiếu cho mình và ngân hàng khi mà có được cái số vốn đó từ cục dự trữ liên bang thì họ có thể dùng số tiền đó để mà cho vay tiếp tục kinh doanh khi mà trên thị trường có nhiều tiền để mà cho vay kinh doanh thì sẽ dẫn đến việc là cái phần trăm lãi suất đi xuống và khi phần trăm lãi suất đi xuống thì có một cái hiệu ứng trên lý thuyết là người dân sẽ mượn tiền nhiều hơn để mà kinh doanh để mà mua nhà khiến cho kích thích cái nền kinh tế cho nên đây là một điều mà cục dự trữ liên bang của hoa kỳ đã quyết định làm cái tiền hơn một tuần và thật ra đây là một điều mà cục dự trữ liên bang của hoa kỳ đã làm rất là nhiều nhưng mà lần này làm với cái số lượng lớn hơn tại vì liên quan tới dịch bệnh và cái tin tức được đưa ra ngày hôm nay là không những là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ sẽ mua lại trái phiếu của chính phủ mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ cũng sẽ mua lại trái phiếu của công ty. Trước đây thì Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ cũng đã mua trái phiếu của công ty nhưng mà mua trái phiếu những cái loại trái phiếu mà có lãi suất thấp có cái độ an toàn cao nhưng mà bây giờ thì cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ có thể là mua những trái phiếu có lãi suất cao hơn nghĩa là khả năng mà bị quỵt nợ sẽ càng cao hơn và sẽ mua một số ETF để mà hỗ trợ thị trường thì tại sao mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ lại muốn mua trái phiếu của các công ty rất đơn giản tại vì các công ty đưa trái phiếu cho Cục Dự trữ Liên bang họ sẽ bơm tiền vào công ty đó để có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh hy vọng là hỗ trợ được thị trường trong tình hình này nhưng mà các bạn thấy được là bao nhiêu nỗ lực ngày hôm nay vẫn dẫn đến cái việc là chứng khoán đi xuống kết thúc là xuống 3,04% ngày mai ra sao thì các bạn thấy được là tình hình hiện tại thì ngày mai có thể một ngày tốt trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Và dựa theo cái sự tương quan giữa thị trường Bitcoin và thị trường vàng đối với thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì ngày mai nếu như mà chứng khoán lên thì cơ hội cao là Bitcoin cũng sẽ lên. Nhưng mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Có thể là tối nay hay là rạng sáng mai các bạn nhận được một tin tức xấu được đưa ra từ quốc hội của Hoa Kỳ. Và đây là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như bạn là một trader mà thích trade margin thì các bạn có thể tham gia sàn SnapX Link sẽ nằm ở phía dưới video này Và nếu như các bạn tham gia sàn SnapX Thông qua link của Thuận Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí Chơi margin thì các bạn đương nhiên có thể long đánh lên hay là short đánh xuống Giá lên xuống các bạn đều có thể kiếm được tiền nhưng mà chơi margin rất là nguy hiểm Không dành cho những bạn mới, chỉ dành cho những người nào mà có nhiều kinh nghiệm trading đó là điều mà các bạn cần phải biết. Và nếu các bạn muốn giao dịch altcoin thì các bạn có thể tham gia sàn Binance, tham gia thông qua link của Thuận Capital các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% vào ví của các bạn. Và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên thuận capital.com và thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.